Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Xe Ô Tô và mình là Steve. Và sau lưng mình đây là chiếc Bentley Bentayga V8 Diesel. Hôm nay thì chúng ta sơn một cái xe có giá trị tiền khá là lớn, nhưng mà cái công việc khá là nhỏ, đó là mình sẽ sơn về sau và mình sẽ sơn càng sau. Và cái về sau này, mình không biết cái này gọi là cái gì nhỉ không ạ? Mình không biết tiếng Việt cái này gọi là gì. Mình chỉ biết tiếng Anh gọi là wheel arch mode, là cái này thôi. Và bây giờ chúng ta hãy đi dán xe và chuẩn bị sơn cho chiếc xe Bentley này nhá. Let's go. Nó bị một vết chảy nhỏ đây, mình đã mài ra này. Đó. Nhưng mà cái xe Bentley này thì nó sẽ thuộc về dòng xe Đức, cho nên là tức là xe Đức có cái lớp da cam dày hơn, và mình sẽ bắt đầu mài nó bằng giấy nhám 500 nhé. Và sau khi xử lý xong vết mài nhám 500 thì mình bắt đầu chuyển qua mài nhám 800 để xử lý lại toàn bộ cái bề mặt của về sau nhé. Và những cái phần ngóc ngách nhỏ mà cái máy chà nhám không chà tới được, mình sẽ dùng những cái chà tay bằng xốp mà mềm như này các bạn. Thì mình sẽ chà những cái phần mà lớp sơn còn mỏng nhé. Và bây giờ thì mình sẽ dùng cái bùi nhám màu đỏ để chà những cái mép kính này, đây những cái chỗ này. Bây giờ mình sẽ dùng bùi nhựa nhám màu xám với cắt mịn và mình sẽ mài lại toàn bộ tất tật tật cho như về sau này nhá. Và đây là tất cả những gì mình đã chuẩn bị xong cho chiếc xe Bentley. Đối với càng sau của chiếc xe Bentley thì mình sẽ dùng giấy nhám 320, loại máy chà nhám nhỏ để mình mài những cái phần nhỏ này. Đấy, cho nó dễ. Và sau đó mình sẽ chạy toàn bộ cái này với giấy nhám 500 và cuối cùng là giấy nhám 800 lên toàn bộ. Và mình sẽ rửa trong ngoài và mình vẫn mài với bùi nhựa nhám màu xám với cắt mịn, mài lên toàn bộ và rửa thật là sạch sẽ với càng sau này trước khi mình đem vào sơn mình sơn.
Và nếu ai chưa biết thì đây là má màu sơn của chiếc Bentley Bentayga này. Đây, L và 3 con 9 nhá. Bentley cũng là một dòng xe mà cũng thuộc tập đoàn Volkswagen, VW. Tất cả mọi thứ từ dòng sơn sau đến là từ khung gầm hay là máy móc thì đều chung từ tập đoàn Volkswagen. Cho nên là các bạn cũng không ngạc nhiên đó là cái màu này cũng tương đồng với khá là nhiều xe trong dòng tập đoàn Volkswagen nhé. Để mà dán cho cái vẻ sau của chiếc xe Bentley thì mình cần những cái loại tape như là băng keo dạng dày này, 36mm băng keo dạng nhỏ, 18mm. Ở đây mình có cái dual masking tape, tức là cái gần giống với những cái băng keo hai mặt nhưng mà kiểu như nó giúp mình dán ở trong này, này dễ hơn. Và cuối cùng là cái soft edge foam masking tape, nó như thế này các bạn. Đây, như này thì để mình dán ngay những góc, những cái mép của cửa nha các bạn, để cho sơn nó không có bay vào. Bây giờ chúng ta bắt đầu dán xe nhá. Như vậy mình đã hoàn thành xong dán chiếc xe để chuẩn bị sơn cho chiếc xe Bentley Bentayga này, và chúng ta cùng đi xem qua một lần cuối cùng nhá. Các bạn luôn cố gắng giữ cái phần bọc xe phẳng nhất có thể để mà nó tạo những cái ít tiếp gấp và khó để bám bụi vào đấy nhá.
trước khi bắt đầu sơn thì mình sẽ dùng chiếc khăn dính bụi này. Đấy, chiếc khăn mà các bạn hay lau dùng để lau xe, mình sẽ lau toàn bộ cái bộ mặt, cái bề mặt sơn của mình. Đây, toàn bộ về sau này cũng như là càng sau, và một cái ốp nhựa ở đây nhá. Và mình sẽ không bao giờ quên việc là mình vừa thổi vừa lau chùi xe trước một lần cuối cùng và trước khi mình sơn nhé. Việc này mình làm suốt bao nhiêu năm qua rồi các bạn. Và trước khi mình đến với phần sơn màu thì mình sẽ, đối với cái phần xước bị nhỏ này, mình chỉ cần sơn một lớp rất rất là mỏng để che phủ cái phần bị cắt này bằng sơn lót 1K nhé các bạn. Rất là mỏng nhé các bạn. Xong. Và bây giờ mình sẽ chuyển qua phần sơn màu. Đối với phần sơn màu thì đối với cái lượng sơn không có lớn như thế này thì mình chỉ cần pha màu với khoảng 400ml với xăng. Đó, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu sơn nhá. Mình sẽ sơn hai lớp sơn phủ và một lớp sơn rãi. Và hai lớp sơn phủ của mình có lượng hơi là 2-3. Bắt đầu. Mình sẽ bắt đầu sơn với những cái phần nhựa sau này trước nha. Sau khi hai lớp sơn phủ khô thì bây giờ mình sẽ chuyển qua và sơn cho nó một lớp sơn rãi nhá. Và lượng hơi mình sẽ hạ xuống còn 20 PSI. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong lớp sơn màu trên chiếc xe Bentley Bentayga này. Và bây giờ mình sẽ lau chùi súng và đợi cho màu khô trong khoảng 5 phút. Và mình sẽ quay lại và sơn hai lớp sơn bóng nha. Bây giờ mình sẽ đến với hai lớp sơn bóng cho chiếc xe Bentley Bentayga này. Và lượng hơi mình sơn bóng là 2-3. Và sau lưng mình đây là kết quả cuối cùng của chiếc xe Bentley Bentayga 2018 mà chúng ta cùng đi xem nha.
Các bạn thấy như thế nào? Nếu các bạn có những câu hỏi hay có những thắc mắc gì, các bạn có thể nhắn tin trực tiếp hay là đặt câu hỏi ở trong fanpage hay là ở ngay xuống phía dưới phần bình luận mỗi video nhé. Mình là Steve đến từ kênh Sơn Ô Tô và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tuần tiếp theo. Xin chào.